yêu cầu của chủ nhà thì hầm phải để được hai ô tô, thang máy phải xuống tới tầng hầm, và tầng hầm thì phải có hầm chứa rượu, có phòng karaoke và có bếp, nhà vệ sinh ở tầng hầm. Về cái vấn đề nhà vệ sinh ở tầng hầm này thì tôi sẽ tư vấn thêm với chủ nhà. Nếu như mà dùng nhà vệ sinh ở tầng hầm thì nên làm hai bể phốt hay một bể phốt, bởi vì nếu như mà bể phốt mà thấp hơn cái đường thoát nước ở bên ngoài ấy, thì bể phốt không thoát được nước ra ngoài. Cho nên là nếu như trong trường hợp làm vệ sinh ở tầng hầm thì sẽ làm hai bể phốt, một bể phốt phục vụ riêng cho cái vệ sinh ở tầng hầm và một bể phốt phục vụ cho các tầng trên. Còn trong trường hợp nếu không quá cần thiết cái vệ sinh ở tầng hầm này thì chúng ta có thể bỏ đi để đỡ tốn rất là nhiều chi phí. Bởi vì vệ sinh ở tầng hầm thì bể phốt âm, bể phốt âm thì bắt buộc khi mà nước thoát ra phải có máy bơm bơm đi. Đánh giá hiện trạng thì như vừa xong tôi có nói chiều dài 8 mét rưỡi thì không đủ để hai ô tô, cho nên cái việc nới rộng hầm vừa có mục đích là để thêm một ô tô nữa, đồng thời là cũng là để cho tôn cao cái tôn cao huyền vũ ở đằng sau tôn nữa. Phía sau thì sơn quản nhân đinh thủy quản tài, thế nên là cái phía sau bắt buộc phải tôn cao nên không là sẽ hao tổn nhân đinh. Đây là phần yêu cầu của chủ nhà của tầng 1. Tầng 1 thì bao gồm có một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung, bếp và phòng ăn. Đồng thời nó có lưu ý là có khu vực sơ chế. Sơ chế các bác hiểu nôm na là bếp ướt ấy. Khi có con gà, con cá là có khu vực để làm. Đồng thời thì có phòng ngủ của người giúp việc. Ở đây thì phòng ngủ của người giúp việc thì chủ nhà có cho tôi lựa chọn, một là có thể để ở tầng hầm nếu như tầng hầm đủ thoáng, đồng thời nếu tầng hầm không thoáng thì có thể đưa lên tầng 1, và ở tầng 1 thì phải có một vệ sinh. Tất cả đây đều là hình thế đất, hình thế trước cao sau thấp, đây là hình thế đất, hình thế trái thấp phải cao, trái thấp là thanh long thấp, phải cao cũng là xấu, đồng thời là không có lối vào riêng của người giúp việc. Tôi sẽ thêm một cái lưu ý nữa ở đây, chính là hình thế ngôi nhà, hình dáng ngôi nhà trái cao phải thấp. Cái trái cao phải thấp của hình dáng ngôi nhà này như tôi vừa chia sẻ đó là ảnh hưởng tới người phụ nữ. Đây là yêu cầu về tầng 2 của gia chủ. Cái yêu cầu của gia chủ tầng 2 thì gồm hai phòng ngủ khép kín, có phòng thay đồ, có phòng làm việc, là mỗi một phòng ngủ ấy. Đây, như các bạn thấy là diện tích xây dựng của một sàn, một tầng của ngôi nhà là bao gồm 14,5 x 12,5 m, nó tương đương với khoảng 180 m xây dựng trong một sàn. Với 180 m xây dựng này mà chỉ bao gồm hai phòng ngủ, tức là chỉ có 4 người ở, hai phòng ngủ, thì mỗi một phòng ngủ sẽ có phòng thay đồ riêng, phòng làm việc riêng, đồng thời sẽ có khu vực vệ sinh tiện nghi và có cả xông hơi, bồn tắm. Đây là đánh giá của tôi theo kiến thức mà thầy Nguyễn Trọng Mạnh chia sẻ. Thứ nhất, giường ngủ phải đặt ở phương vượng. Thứ hai, vệ sinh thì bắt buộc phải đặt ở phương suy. Thứ ba, phòng làm việc
Tức là quan trọng nhất trong cái phòng làm việc là cái bàn làm việc phải đặt ở phương vượng. Tiếp đến, đó là yêu cầu của chủ nhà về tầng 3 của ngôi nhà. Tức là yêu cầu sẽ có một phòng ngủ khép kín. Và yêu cầu thứ hai là sẽ có khu giặt phơi. Yêu cầu thứ ba là phòng sẽ có phòng thờ và phòng đa năng. Hiện nay thì nhà này có 5 người. Một cháu còn rất bé đang ngủ chung với bố mẹ, cho nên là cần một cái phòng ngủ khép kín này, phòng ngủ giữ phòng, phòng ngủ giữ phòng cho tương lai, 1-2 phòng ngủ khép kín. Mời các bác nhìn lại hình ảnh tổng thể mặt bằng tầng 1 ngôi nhà. Kết cấu, tất cả mọi thứ của kết cấu đều là hiện trạng, không thể thay đổi được. Việc tôi làm sẽ là chia lại cái không gian này, chia cho phù hợp với mục đích của gia chủ. Đây là mặt bằng của tầng 1 ngôi nhà sau khi mà tôi đã phân chia công năng của ngôi nhà. Video này thì tôi sẽ không nói về phần sân vườn, tôi chỉ nói về cái bố trí công năng của từng không gian của ngôi nhà thôi. Trên màn hình các bác đang xem là mặt bằng công năng mà tôi đã chia xử lý không gian theo phong thủy đại nam. Tôi sẽ cho ông này nhỏ lại một tí, nhỏ tới đây thôi, không to nó lên để các bác xem cho rõ. Tôi sẽ phân tích cái phân chia của tôi. Đây là lối vào. Ở đây tôi chưa mở cổng nha. Chỗ canh dẫu này phải có một cái cổng ở đây. Chỗ canh dẫu này bắt buộc phải có một cái cổng ở đây. Giờ thì tôi nói về cái tôi chia ở trong này. Từ cổng đi vào. Đây là cái lối vào. Lối vào này là lối vào chính của ngôi của thiết kế hiện trạng của ngôi nhà. Ngoài ra sau này chúng ta sẽ thêm một cái lối vào chính ở đây nữa, lối vào chính ở đế vữa. Còn lối vào này khi đấy sau này sẽ thành lối vào tiếp khách người ngoài đó. Người ngoài khách thì đây tôi đang phân chia đây là phòng khách. Thì bước vào cái lối vào khách này, bước vào lối vào khách này, đây tôi phóng to lên. Bước vào lối vào khách ở đây thì đây có một cái sảnh. Đây là tủ giày. Vị trí màu xanh xanh ở đây là tủ giày. Đây là một cái gọi nào. Đây là một cái sảnh, ngoài này là tiền sảnh. Đây là sảnh. Và sảnh này thì sẽ đi vào phòng khách. Đây là khu vực tiếp khách riêng, riêng tư, không ảnh hưởng gì tới cái không gian, mỗi không gian sinh hoạt bên trong của ngôi nhà cả. Từ sảnh này bước vào đây thì ở đây có một cái lỗ sảnh. Và tâm nhà nằm ở đây. Từ cái lỗ sảnh này nhìn vào đây, đây là thang máy. Thế thì từ cái lỗ sảnh này thì một là đi lên cầu thang đi lên tầng 2, hai là đi ra khu vực phòng sinh hoạt chung, tức là tôi gọi là phòng khách gia đình ấy, phòng sinh hoạt chung. Bên này là không gian phòng ăn, bàn đảo, và đây là không gian bếp. Tiếp tục từ bếp ra đây, đây là một cái khu vực bếp ướt, đồng thời cũng là kho. Nhà kho của bếp nằm ở đây. Ở đây là hai cửa thông nhau ra. Vì sao là hai cửa? Vì một cửa sẽ đi từ phòng giúp việc này đi thẳng sang đây cho nó tiện, không phải chạy vòng qua đây, đồng thời đi vòng sang, đi sang khu vực chế biến bếp nấu, bếp ướt.
và từ cái lối vào này, từ cái hành lang này là một cái hành lang đi thẳng ra cái sân đằng sau. Đây là sân đằng sau, sau khi mà đã tôn đẩy cái tầng hầm ra sâu ra đằng sau này thì đây là một cái sân sau. Đây là phòng ngủ của người giúp việc. Đây là nhà vệ sinh. Tôi sẽ chia cung cho nhìn các bác nhìn cho kỹ. Nhâm tý quý là phương bắc này, sửu cấn dần này, giáp mão ất này, thìn tốn tý này, bính ngọ đinh này, bính ngọ đinh này, mùi khuôn thân này, và canh dậu tân. Đây là tám cung. Sau khi phân chia ra thì đây là tám cung. Đây là cung khảm này, cung cấn này, cung chấn này, tốn này, ni này, khôn này, đoài này, càn này. Thế thì các bác thấy ngay ở đây tám phương ngõ. Các bác sẽ nghĩ rằng đây là phương ngõ, ở đây thì cái sảnh như này đây sẽ bí quyết, nhưng thực chất cái mái của cái phần này nó lồi ra tới đây. Cái mái của ông này lồi hết ra ngoài này, và lúc đấy cái bức tường ở đây thành ba mặt thông khí, nó sẽ thông ở đây như này. Đây. Nên là tuy rằng cái cửa này nó thụt vào, nhưng vì phần mái ở đây vẫn là ba mặt kín khí, cho nên lúc đấy nhà này cũng có hơi khuyết phía nam một tí, nhưng khuyết này không đáng kể, không ảnh hưởng gì. Tôi bỏ cái nét này đi cho mọi người dễ nhìn. Đấy là về phương nam. Tiếp đến vị trí quan trọng thứ hai, nói đến ngôi nhà này, đấy là bếp. Bếp bắt buộc nằm ở phương suy. Phương suy thì gồm phương suy thì gồm có khảm, có chấn, có tốn và có khôn. Bốn phương này là bốn phương suy. Đây, tôi sẽ để đánh dấu bốn phương suy bằng những cái hình màu tím ở đây để các bác dễ nhìn. Trong bốn phương suy này thì với ngôi nhà tọa quý hướng đinh, điểm tử nằm ở phương tốn, cho nên là ngoài cái việc sau này sẽ được kích hoạt nước ở ngoài này, mà bên trong này cũng sẽ đặt một cái tiểu cảnh nước nhỏ ở đây. Đấy là lý do tôi để một cái nét màu tím ở đây để cho các bác hình dung. Đấy là ở tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì các bác nhìn thấy đây, toàn bộ cái bếp nằm ở nhâm tý quý, nhà vệ sinh tầng 1 nằm ở giáp mão ất.